Xin chào mọi người. Quay cho mọi người cây này, cây hoa bạch hải đường nhá. Đây là hoa bạch hải đường này. Bạch hải đường cái phân biệt hải đường đỏ và hải đường trắng như sau. Là cái cây bạch hải đường ấy thì cái ngọn, cái búp của nó này, cái búp của cây bạch hải đường này nó sẽ là màu xanh như thế này. Còn nếu mà là hải đường đỏ ấy, thì cái búp của nó sẽ màu đỏ chứ nó không có màu xanh trắng trắng như này đâu. Đấy là phân biệt bạch hải đường và hải đường đỏ nhé. Cho bạn mà các bạn không biết phân biệt để nhìn ra trong, bởi vì cây bây giờ đang không có hoa ấy. Hiện tại em đang còn 8 cây bạch hải đường ạ. Chào Lương Nguyên. Chào anh Lương Nguyên, hình như anh Lương Nguyên mua hàng của em mấy lần rồi. Lương. Đây là bạch hải đường nhá mọi người nhá, bạch hải đường. Lá xanh này nhá. Nhiều bác hỏi em là có cam kết là chuẩn bạch hải đường không hay là hải đường đỏ, thì cây lá này là lá hải đường này. Và cách phân biệt hải đường đỏ và hải đường trắng là hải đường đỏ thì cái mầm, cái ngọn này của nó sẽ là màu đỏ, cái búp của nó khi ra sẽ màu đỏ đỏ. Còn hải đường trắng thì cái búp của nó ra nó sẽ màu xanh như thế này nhá, màu xanh trắng xanh như thế này. Hiện tại vườn về được 10 cây thì hồi từ sáng nay em giao cho khách 2 cây rồi. Còn 8 cây cho các bác nó nhanh tay nhá. Hải đường nó là một cái cây dòng hoa cây cảnh, nó thuộc dòng hoa cây cảnh mà gây sốt gây trào lưu từ cái đầu năm 2022 này. Trong cái khoảng tầm tháng 3 ấy, nó sốt trong vòng khoảng 10 ngày 15 ngày. Mấy cái ngày mà sốt, thời điểm sốt của cây này ấy, ngày nào em cũng có điện thoại ngủ dậy là có người hỏi là chị ơi có cây bạch hải đường không. Bây giờ thì cây này nó đã hạ nhiệt đi rất là nhiều rồi. Vào thời điểm sốt của cái cây này này thì một cây bạch hải đường mà to như cây em đang quay này đã bị thổi giá lên tầm 100 triệu một cây, hơn 100 triệu một cây. Có cây nhỏ hơn cây này nhá, có cây nhỏ hơn cây này người ta đòi 130 triệu đến 160 triệu. Nhưng bây giờ thì nó đấy là giá ảo, bây giờ nó về giá trị thực rồi. Cái đấy là thời điểm giá nó ảo nhá, còn bây giờ là giá nó đã về với giá trị thực của nó. Cây này vanh gốc của nó dao động một khoảng 15. Vanh gốc vanh 15 16 ạ. Cách 15, 16 và cây này là cây ghép nhá. Cây ghép nhá. À, bạch hải đường ghép trên thân của cây hải đường thường. Đo thoát thân này, 20, 40. Thoát thân của nó vào khoảng 40 phân, trung bình, một cây. Vanh gốc của nó khoảng 15. Đây là hàng này bọc thân này, vận chuyển từ bên Trung Quốc về, phải bọc thân cái này vào để tránh mất nước này. Cái phần thân này hôm qua em đo nó được khoảng 15. Đấy là vanh cổ ngọn, vanh 15 đấy. Tạng tạng nó sẽ trung bình đều, nó sẽ là 14-15. Em quay từng cây một nhá, để tra mặt hoa nhá. Bởi vì nhiều bác ở đây chưa biết mặt hoa của cây bạch hải đường ấy, nên là em sẽ tra mặt hoa cho mọi người bằng cái điện thoại này. Đây ạ. Đây chính là cây hoa bạch hải đường nhá. Hoa của nó màu trắng và nhụy của nó nhụy vàng như thế này. Đây là dòng hoa cây cảnh mà nó gây sốt. Nó gây sốt thình xịch luôn đầu năm 2022. Giá của nó đợt sốt một cái cây như cây em đang quay này giá hơn 100 triệu cơ. Nhưng bây giờ nó đã trở về giá trị quá là thực tại luôn. Một cây như này bây giờ còn 5 triệu nhá. Một cây như này bây giờ còn 5 triệu một cây thôi ạ. Đây là hoa của nó này. Bác nào có nhu cầu trồng cây này, cây này thường là các bác ở Vĩnh Phúc, các bác khách ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ, các bác rất thích chơi trà. Các bác ở trong hội ấy, ở bên Vĩnh Phúc, Phú Thọ là các bác ấy rất thích chơi trà, mình chơi mộc ấy. Đấy thì người ta sẽ yêu thích cái cây này hơn, có nhu cầu mua cái dòng này nhiều hơn ở các khu vực khác. Nó đắt cũng là một phần, là nó hiếm, nó cái giống này nó hiếm. Những giống nó càng tuyệt chủng nó càng hiếm. Giống như ở Việt Nam mình thì có thiếu cái gì thì có những cây ở Việt Nam mình chuộng, với cây ở nước ngoài chuộng. Ví dụ như Việt Nam mình thì nhập khẩu trái cây ăn quả, các loại cây ăn quả, cây nhập khẩu bên Trung Quốc về trồng, nhưng ở Trung Quốc họ cũng lại nhập khẩu các dòng
dòng của Việt Nam mình về trồng ấy, kiểu mình những cái gì ở mình mà thiếu thì mình lại nhập, còn đâu ở bên Trung Quốc cái gì họ thiếu họ cũng nhập ấy. Nhưng mình lại nhập Na Dai Đài Loan này, ở mình thì đang chuộng Na Dai Đài Loan với cả vú sữa hoàng kim, nhưng bên Trung Quốc nó lại chuộng Na Bở Việt Nam với cả La Dai Việt Nam với cả cây bưởi đỏ. Bưởi đỏ của Việt Nam nó người ta cực kỳ chuộng luôn. Thế nên là có tùy theo từng vùng miền. Như cây này cũng thế, như cây này là ở mình là ở mình nó đang được thổi giá được đầu năm. Bây giờ thì về cái giá bình ổn rồi. Nhưng là nó vẫn là cái dòng cây mà đang được yêu thích. Tức là nó vẫn là dòng hiếm, nó không có nhiều. Cây cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, lá xanh mỡn màng luôn. Bác nào nhu cầu bạch hải đường này ghép hả em? Đúng rồi nha anh Kiên Trần nhá, hàng này hàng ghép ạ. Hàng này hàng ghép nhá. Hàng ghép bạch hải đường ghép trên cũng là cây thân cây bạch hải đường khác thôi. Cây rất là to đẹp và mắt ghép nó đều nhau này. Mắt ghép đều nhau luôn. Cam kết chuẩn giống bạch hải đường nhá, bảo hành giống trọn đời ạ. Em Thủy bán hai hàng thì bảo hành giống trọn đời cho khách nhá. Đây ạ. Phân đặc điểm phân biệt của nó là cái đọt lá nó của nó màu xanh này, còn đọt lá của bạch hải còn của cây hải đường đỏ thì nó sẽ màu đỏ. Cây này thì mọi người trồng ổn định là cuối năm là có hoa đấy ạ, trồng ổn định là cuối năm là được ngắm hoa đấy. Cây cực kỳ khỏe luôn, vành gốc này đây ạ, mắt ghép của nó đều nhau luôn đấy mọi người nhá. Đây là cây ghép nhá các bác nhá, vành khoảng 15. Cây đều nhau luôn này. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210 1234 này. Cây lạnh thế này. Cây này nhiều mắt ghép luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Đây cây đẹp đây. Qua Zalo để nhắn tin cho em nhá.